Ở chỗ đồ ăn nè. Dạ. Con lấy. Dạ. Để con lấy. Chân em đau quá em đi không được chị ơi. À, mấy bữa cho chú hỏi mấy rồi nè. Lúc này nước uống này rồi chú uống không? Dạ em cảm ơn cô. Để em lấy anh cái muỗng cho. Cái muỗng dạ, dạ. Anh có muỗng chưa? Em xin cái muỗng. À chú nào? Thôi đâu. Chú Việt Nam hả? Có đồ ăn nè, con lấy đồ ăn cho. Chị cho đồ ăn. Dạ cảm ơn cô. Đấy. Bà chị cho đồ ăn. Cảm ơn lát ăn. Ê, chú cái muỗng ăn vô gạch. Chú dạ, ăn vô dạ. Gạch không? Lấy cho một hũ nữa. Dạ. Để lấy thêm hũ. Cầm đủ nước là uống. Vô nè. Dạ. Dạ. Chứ đem mắt kiến mát không? Dạ. Chứ đem mắt kiến mát không? Cho, kiến nè. Cho em cái. Lựa cái nào đẹp đẹp nè. Đẹp đẹp. Cái nào dễ thương. Để coi cái nào cho đẹp. Cái kiểu này không? Dạ kiểu, chị cho cái nào cũng được. Muốn kiểu cái nào chị coi. Cho cũng quý hết. Kiểu gì? Kiểu này. Kiểu này thì ngầu quá hả? Dạ, cái này em thích. Ok, phải thấy cái kiểu thì được lắm ta. Dạ. Em của anh này. Thì có cái kiến trắng nào. Kiến trắng là kiến gì ạ? Kiến cận á. Kiến cận hả? Có. Ủa hả, không có đưa anh rồi. Đi không vừa hả? Đi không mấy hả? Mất rồi. Sao mất? Nè, chú Thanh. Bà chị dạ. Cho. Mà cái màu, cái kiểu gì? Món kiểu gì? Này. Kiểu đó hả? Kiến cận hả? Dạ. Hả, đưa rồi, cái mất rồi hả? Em cần cái để em lục sạch tập báo rồi. Ủa nãy chưa đưa muỗng hả? Để đi lấy cái muỗng. Cảm ơn cô. Dạ. À, cái muỗng. Kiểu gì? Kiến hả? Đeo cả mấy độ ta. Hẳm đưa anh bao nhiêu độ quên rồi, hẳm có cho anh cái rồi. Em chỉ cho em cài em mặc em ngủ để lấy nó cài hả? Anh em ngủ để mất đồ hoài chị. Mà sao người ta cũng lấy đồ mình á
lúc lấy tiền quê em có mấy chục túi. À, tiền bỏ trong túi á, bỏ giấu vô. Dạ. Giấu vô. Em cảm ơn chị. Em thấy cái kiểu kia đẹp hơn, kiểu này giống con gái quá. Cho nên đổi cái kiểu này. Em kiểu càng, kia đẹp hơn. Em cần cái kiếm để em đọc báo với đọc sách. Kiếm mát này bỏ đeo nắng á, mình đeo vô cho nó đỡ nắng. Rồi 7 năm cho anh. Em đọc báo, đọc sách được. Nè này đâu, anh đeo vô thử coi. Nè anh đọc được, nè nhìn thấy số không? Thấy chữ trời không? Quá good rồi chị ơi. Đọc được không? Thấy chữ quá, không? Thấy quá không? Good, quá good. Ừ. Chị cho em xin cái này đi. Dạ. Cái này là quá đẹp luôn. Chị giúp cho em cái này. Tình thương chị. Dạ. Ở đây là tối mình mới lại về đằng kia ha. Tối thì tụi em ngủ mình ABC. ABC ngủ ở đây. Ở đây, dạ. Mà ngủ ở đây tụi skill nó đuổi hoài. Em ngủ ở mình ABC. Dâu gạch lạnh nó còn lạnh, bãi bỏ dạ, thằng đá. Dạ, ngon. Để nó em thích ăn. Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Để em lấy lời thăm đồng cô. À, bữa nay má đi làm, má làm, mày xong rồi má ở nhà. Má không có đi. Dạ. Còn chị à, gặp bà cô nói mấy đứa ở ngoài đường. Hỏi thăm à? Dạ. Nhớ má hỏi. Dạ, bà cô dễ thương, bà cô quá sức là dễ thương. À, để lấy cái gì đó để cho anh thay, nhiều khi dán cái tay lại cái tay bị ngứa gãy. Dạ. Ấy nè. Thì có cái bên đây. Dạ, bên đây á. Cái này bên đây nè. Ủa anh ăn bà chị cho cereal nè, ăn cái macaroni chi không? Quá ngon chị. Ừ. Chị ăn hay là chị cho em? Quá ngon nè cái này. Trời ơi, ơi khỏi nói. Anh hợp quá để tối. Ừ. Hai lem ăn. Ừ. Quá ngon chị ơi. Cái đó bên dán vô cái tay mà học không? Gọi ra, đưa ra, gọi ra tao dán cho. À. Em mời cô phải ngoài trời đang mưa. Dạ. Bà cô, bà chị là quá dễ thương, quá là dễ thương. Chị về nói bà bác cho chúng em trở lên thật. Anh bỏ mấy cái đồ vô trong đó lại hai anh em mà tối thì ngủ cho đi lại. Dạ, dạ, chúc em đi. Đưa em lấy cho, em dán cho, ấy cho. Dạ. Nó bị té rồi bữa hôm bây giờ. Dạ. Té rồi. Đưa chị dán nha. Thế nào, bữa này phải có thuốc xuất vô đỡ ha. Yeah.
mai em có em xin em qua bác danh em xin miếng thuốc cho nó sức vô. Rồi được rồi. Còn này để dành. Đây là bọn túi. Ủa mà anh không có dành. Anh không có cái giỏ gì hả? Không có ba lô gì mang bỏ vô hết hả? Sao vậy? Hả? Bỏ ba lô tối người ta mất hết rồi. Ta lấy hả? Ngủ người lấy rồi kìa cô. Cái ba lô mình ngủ tối mình ngủ mình ôm cái để ôm cái ba lô lại chứ mới nó lấy. Giá trên đầu nó còn lấy được chứ. Vậy hả? Ngủ được lúc uống say say đó để mai về lại ấy chiều buồn chị ơi, để em lấy cho cái ba lô nha. Dạ thì để không có ba lô nè, lấy cho cái ba lô bỏ vô. Dạ em bỏ dạ, vô dạ em có nè. Cho mỗi người một cái luôn. Wow. Wow. Dạ. một cái mỗi người một cái còn mới luôn. Mới luôn. Dạ, cái này. Mẹ ơi. Cái này là trời mưa đó. Nó dạ, không có ướt tại dạ. Nó da nè, nó mẹ ấy nè, nó không có ướt. Cho nên bỏ mấy cái này vô đây. Bỏ vô bên hông cũng được, nào con đâu thì bỏ vô. Wow, man. Đó bỏ mắt kiến rồi vô đây bỏ nè. Dạ, bà chị tôi trời ơi là trời. Cảm ơn. Wow, bà chị. Em gửi lời thăm chị, gửi lời thăm bà. Nè đây nè. Wow, man. Đó, kia này đẹp ha. Quá, chắc là đẹp luôn chứ không phải là đẹp nữa. Dạ, giống nhau thôi, em mua đó để giống nhau. Mua cho mấy anh, mấy với mấy chú này đó. Dạ. Dạ. Em gửi lời thăm chị. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn bà bạn. Nè bánh này anh bỏ vô trong ba lô cũng được. Dạ, bỏ em đây. Nấu cho nó ăn. Cái dạ. áo quần gì đó hay là gì bỏ vô đây cái tối mình để dạ, cái lầu mình ngủ. Bỏ mấy cái áo quần của em ngủ vô nó trong không có mất. Nghĩ mang á, mang đi nó cũng nặng, không có nhẹ, không có nặng. Đỡ. Dạ. Dạ. Anh lấy cereal không? Mà không có sữa. Bánh có đồ hộp. Đồ hộp thì đâu có đồ khui đâu đúng không? Dạ đồ hộp có đồ khui. Để coi cái coi có gì khác. Nè anh ơi, cho anh cái áo nè. Đó, bà chị cho cái áo được kìa. Cái áo này được bạn được không? Quá đẹp luôn. Dạ, cái áo này vừa áo thun nè, bé dạ. Bỏ vô này. Lấy mà bỏ ông dạ. Sách đây. Bỏ ông, nè cái này làm gì quên rồi ta, ớt miêu. Cái bịch á, nó đổ nước nóng vô, đổ nước mà nước lạnh nó đổ không ta? Dạ. Không à. Này bánh, cookie. Cho em xin một hộp bánh rồi đi. Dạ.
Còn này này nè, nó bịch bự gì vậy ta? Ồ, bịch nhỏ, vừa. Đó, cái này mình bỏ đói hay gì á, mình hột miêu mà phải có nước sôi. Phải có nước sôi ha. Dạ, ở đây tụi em xin nước sôi khó. Nước sôi khó lắm, không có cái hộp. Thôi đi, đây. Dạ, sorry chị. Không sao, vậy. Em thích ăn lắm mà không có nước sôi. À, vài bữa nấu, à, thích ăn cơm, à, ăn cơm Việt Nam không? Cơm thịt kho. Trời ơi. Thế chị ơi, con chị mới giới thiệu cái là muốn thèm xỉu luôn hả? Định ra không? Định định nấu cơm, định nấu cơm với thịt kho rồi bỏ vô phần á, đem đi sơn xanh cho mấy chú. Nói không biết có thèm ăn cơm thịt kho không? Kho trời ơi. Quá thèm luôn. Quá thèm. Em gần 2 tháng rồi em chưa có miếng cơm ăn nữa. À. Dạ. Bữa nào chị rảnh chị nấu cho, để nấu cơm xong rồi chạy xuống đây nè, chạy vòng vòng đi xuống đây kiếm đi cho tính là nấu cơm á, cơm thịt kho. Chị qua đây mà không thấy tụi em bên là kia. Em ở bên ABC kia rồi hổm lại gặp anh ở bên ABC đó. Dạ. Cái anh kia chỉ vòng vòng đây nè, chạy nãy cho mấy anh mấy người bên ABC rồi. Thèm lắm chị ơi. À, cơm nha, thịt kho cơm. Với định dạ. cơm gà chứ. Cơm gà kho sả ớt á. Chị đừng nói nữa. Thèm quá. Ồ, vậy nấu cho, mua gà rồi đó. Đang nấu gà kho sả, ở nhà có trồng sả. Cho nên chợ kho cho. Trời ơi, chị kho lớn. Mà chị làm cây cây là em thích ăn. Thôi cây để bỏ thêm đi. Nhiều khi có nhiều người ta không ăn cây được. Thôi, còn mình bỏ ớt thêm riêng á. À, để em rất là ngon quá chị. À, ơi. Để em nấu cơm gà cho mấy chú miếng. Dạ. Đừng để em tối em nằm mơ. Thấy thương mình mà. Để tại vì nhiều khi nấu cơm hay nấu đồ ăn á cũng ngại, có nhiều người ta nói là này kia nọ đó. Không có ai ngại à. Đối với hai đêm em là vui mừng. Ừ. Quá sức là vui mừng luôn. Thương mới thương luôn. Tình thương bình thường luôn. Dạ. Ngại cái gì? Ừ. Ai ngại kệ người ta. Chứ còn hai anh em tôi là mến chị vô cùng, mến bác vô dạ. cùng. Nay mẹ ở nhà rồi. Mẹ mua đồ về mẹ nấu. Mẹ nói mẹ nấu cho rồi xách đi cho. Nói bác hai cho anh. Hai anh em con dạ. gửi lời thăm. Ô bà ơi. Ê mày, đâu về mày? Cái gì vòng anh? Dạ hả? Ê, bữa nào mày qua mày đem cái kéo qua mày tỉa rau tao với bảo. Dạ, có kéo không? Có kéo không tỉa. Dạ, để hỏi em lấy cái kéo. Không có, nói gì. Cái rau dài quá nè, anh. Dạ. Dài cắt tóc nữa. Dạ. Ủa, anh cắt em tóc hả? Em đi cắt tóc mà em chưa có tiền, bữa nào em kiếm tiền em đi cắt tóc. Giúp giùm thôi hả? À, mấy móc mua cái tông đơn đi xuống cắt cho. Ô trời ơi. Cắt tóc mà. Con thợ cắt tóc á. Quá chức là dễ thương luôn. Dạ. Yeah. Cổ thì thợ cắt tóc á. Là thợ cắt tóc á. Em lại chị giúp giùm em cái đó là vui mừng. Không, bữa hổm cũng suy nghĩ rồi, mua cái tông đơn để sạc sẵn á, cái đi chạy đi cắt tóc đi, cắt tóc. có suy nghĩ á. Hả? Sợ. Bảo thì nó biết cắt. Dạ, sạc bằng pin đó chị. Thì cái sạc bằng pin á, dạ. giống như mình sạc xong rồi mình cắt á được á. Dạ. Mà nó không. Nhưng mà nếu mà nhưng mà cắt không có đẹp lắm đời. Thôi thì từ kệ đi ha. Bảo thì nó làm được, nó tỉa rau rồi cho em thì ok, có cái kéo nó tỉa được. Anh ở gần đây hả? Rồi anh đi cậy giúp cho mấy chú cắt. Thế thôi. Anh cũng đồng chồng mà giúp em. Mà. Em thì đi làm mấy đồ ăn rồi đi xách đi vòng vòng giúp cho mấy chú mấy chú thăm lét rồi trên vòng này này kia. Dạ. Mấy người mấy... đi đâu về em đi vòng vòng kiếm anh nãy giờ tờ đây chiều giờ. Ừ. Cho chú bắt mát nè, bỏ vô nói mất hoài, ngủ ôm để anh đầu ôm cũng mất nữa. Mà chị mới cho hai cái bắt mát mới luôn. Dạ. Còn cái nào nữa không? Hết rồi, còn hai nãy cho đằng kia luôn. Dạ. Còn hai cái cuối cùng nãy tưởng có một cái luôn á. Để cho mình. Em tên Giang. Giang hả? Giang. Mà thường nhà nào cứ qua đây ấy. Không. À, đi lâu lâu đi vậy đó, đi mấy chỗ khác. Mấy chỗ này chỗ kia vậy đó. Dạ. Anh đi. Lâu lâu chị cứ xuống bà. Số có hổm có cho mấy lần cái anh dạ, tên gì quên rồi. Chị. Nhớ. Em cảm ơn anh chị em. Vô cùng. Có bác khác rồi, có cũng còn sách đi chậm. Cảm ơn bác gái, cảm ơn chị. Ăn với nước uống.
Nè cái lon vậy cho mà hồi đi nó rớt đấy hả? Dạ. Em nói nó để dành lát con sắc nước nó uống. Ăn gì chưa? Dạ em ăn rồi, em mới cũng đi ra nè. Bye. mày là không mày làm dữ mày. Dạ ngon lắm anh. Ừ. Anh nha, nè. Cái bụi này nhâm nhi ngon lắm không? Trời ơi, mày khỏi nói rồi. Dạ. 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 Bảo dạ. Mày đừng có làm dữ bảo. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Ở gần đây không? Không, ở cầu Ru nè. Trên cầu Ru nè luôn. Dạ. Xuống đi lâu cao đó. Chị ơi sao? Không được đi làm ở Orange nhưng mà ở cầu Rô nè, nhưng mà chạy đi vòng vòng cầu Rô nè xong rồi bữa nay chạy. Bữa nay để giờ đi cho ở trên đường Bix á. Uh-huh. Đường ra đường 22 xuống đường Bix á. Yeah. Ở đó quá trời nhiều người luôn. Chị luôn đi xin dữ lắm bảo ơi. Vậy đó hả? Chị cho đồ người ta quá trời luôn. Ở ngay chỗ rấp có chỗ anh chơi cũng nhiều lắm á. Mấy anh chơi chỗ nào? Rấp có chỗ anh chơi. Ngay chỗ nhà hàng dân á. Không, rốt hết là nằm dưới đây đúng không? Đúng rồi. Rốt hết dưới đây, không có rảnh dưới đây nhiều nhưng mà nhớ rốt hết đây với quán thằng chơi đằng kia. Rốt hết chị đi xuống dưới này là chị về qua. Ồ nhớ rồi, rồi. Ngay chỗ đây. Chỗ chợ Thượng Phát phải không? Cái đó nè. Không phải hả? Chợ Thượng Phát là bên bên kia đường nhưng mà ở nhà hàng dân á, ngay chỗ bánh mì gì ta. Không, bây giờ đi xuống Rockhurst xong rồi cái quẹo trái rồi tới Westminster, góc đường Westminster trái xong rồi gần tới chỗ nhà hàng dân á. Không biết, tại không biết nhà hàng dân, tại không có biết đúng gần nữa chị. Là bên tay trái hay bên tay phải nhà hàng dân á? Riêng mình gì đó hả? Dạ đâu có gì đâu, mấy chú dễ thương mà, mấy người Mỹ cũng dễ thương. Đâu có nhiều, không phải. Không, mấy người ta cũng dễ thương, thấy ai cũng dễ thương. Thấy cũng dễ thương. Cho ai cũng dễ thương, thấy nhiều khi người ta ngại nhưng mà thấy... Thấy người đi mình đã cố đường đã ý nha. Cho nhiều, cho trên cầu Rona cũng nhiều, ở trên trển thì người Mỹ không à. Ở trên cầu Rona là người Mỹ. Mỹ không à. Mà là trên đông không? Đông. Rồi, còn không đông bằng ở dưới đây, đông cũng đông nhưng mà có khu. Dạ, nhưng mà ở đường xích cái đường Bix đó, ngay đó như ngay quận Mạc có cô đó thì thấy nó nhiều, nhưng mà có nhiều nó ngồi dưới cầu á, người ta ngồi dưới cầu nhiều nhưng mà dưới cầu thì mình không có cho được tại mình không có ngừng xe được. Giống như đi đường Westminster Road hết xong rồi tới nhà hàng dân là nằm bên tay phải hay tay trái nếu mà ở đây liệu mình xuống đường bên phải. À. Xuống có phải không, có đi từ đây xuống đúng không? Rồi cái quẹo trái. Trái xong rồi. Qua phát qua đường hai ra. Qua đường hai ra. Dạ. Vừa qua chút xíu là nó bên tay phải nó có cái nhà hàng dân. Nếu bên tay phải nhà hàng dân. Nhà hàng dân thì hai bên đường nhiều lắm. Đông lắm hả? Ừ. Ồ. Để lần sau giờ tối là bệnh giờ là hết cho là xong rồi. Tối rồi. Tại vì giờ, không, tại vì tối không có cho nữa. Chỉ cho ban ngày thôi à, tối không có cho. Tại vì hai chú là quen. Mình chưa quen. Ủa không cho mấy áo quần chú đâu hết rồi bà. Chắc mắc rồi hả? Tại sao chú nhỏ con á, chú nhỏ xíu con à, đi kiếm đồ cũng chưa kiếm đồ nhỏ để đó còn hả? Vẫn còn à. Rồi hồi chiều em có mua 15 đồng mấy cái quần mấy cái áo. Dạ hả? Vì thằng kia bán cho em 3 cái quần 3 cái áo 15 đồng đó. Anh đồng hồ anh tốt lắm cái chuyện. Cho lại người ta hả? Dạ, hồi nãy cho cái chú ở trên chợ ABC á, cái chú nói cho chú thêm một phần nữa, tại mọi người một phần, chú nói cho thêm một phần lát chú kia lại, tại chú kia chưa lại. Rồi cho dạ. Chú đó cũng chị đâu có cái đâu chú? Em đạo Phật. Đạo Phật á hả? Dạ. Không tự biết gì hả? Em đạo Phật nhưng mà không có đi chùa nhiều tại không có rảnh. Tại mình đi qua đây ai cũng bận đi làm nhiều không có rảnh. Vậy làm cái em là trời ơi.
Cái này chắc bỏ ăn quá. Hả? Dạ, em dạ. Cảm ơn tình thương chị. Bạn phải lấy ra. Rồi lá khỏe không chị? Tẻ. Nè, cho. Em cảm ơn anh, chị. Mỗi người hộp, dạ, lấy ra hộp dạ, đi. Dạ, dạ, để ai đi ăn. Nè, cái bịch thịt nè. Dạ. Vô. Ô, trời ơi là trời. Cái bịch thịt. Trời ơi là chị ơi là chị. Đây, hai cái dưa chua. Oh, bỏ vô. Dạ. À. Chị có nói bà bác cho em gửi lời thăm không? Có. Có nói. Dạ. Dạ. Em cảm dạ. ơn. Còn chị. Còn nóng. Bà bác. Ừ, còn nóng đó lấy ăn đi. Dạ, dạ. Em ăn giờ. Hai đứa ăn giờ. À. Em mới ngủ về chị ơi. Dạ hả? Ngủ ở đâu? Nằm mệt quá rồi. Nằm về chị đi mới ngủ vậy. Hả? Nằm đó ngủ luôn hả? Đây hả? Rồi. Dạ. Con không ngủ mà nằm lắc qua lắc lại. Dạ. Dạ. Lỡ mày chút định. Con này còn một phần để đem qua cho cái chú bên ABC. Cái chú Bảnh. Dạ. Chú Minh Bảnh. À. Dạ. Cảm ơn chị. À. Hai chị em cảm ơn chị. Cảm ơn bà má. Dạ. Sáng giờ ăn gì? Sáng giờ anh ăn gì rồi? Dạ. Sáng giờ anh ăn gì? Đâu ăn gì chết nhiều, hai đứa đâu có gì đâu ăn chị. Dạ, vậy thôi em đi nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Cho em gửi lời thăm bà bác. À, dạ.